Các bạn thân mến, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc và các tàu hộ vệ hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông trong gần một tháng rời đi sau những lời cảnh cáo cứng rắn từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong những ngày vừa qua, thông tin về vụ tấn công vào hai trụ sở công an tại xã Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk gây ra tổn thất không nhỏ cả về người và của, khiến người dân cả nước hoang mang tột độ. Lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc lùng sục và truy quét những kẻ gây án đang bỏ trốn về quy án, bắt chúng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi trên bờ, chúng ta đang phải đối mặt với bọn khủng bố, thì ở ngoài khơi, Trung Quốc nhân cơ hội Việt Nam đang vướng vào cuộc truy lùng tội phạm, tiếp tục đưa thêm tàu thuyền kéo vào quấy phá và tử chính và tăng cường các hành động mang tính chất leo thang căng thẳng và quấy phá cao độ kiểu mới trong vùng biển Việt Nam. Thậm chí, nhiều hành động còn mang tính chất liều lĩnh và bất chấp luật pháp quốc tế hay những quy tắc về ứng xử trên Biển Đông. Trong một dòng tweet hôm 8 tháng 6, tướng Raymond M. Powell, trưởng dự án Moyasu, trung tâm Guardian Cannot Center for National Security Innovation, Đại học Stanford, thông tin về đường di chuyển của tàu hải cảnh được mệnh danh là Monster mà Trung Quốc mới thêm tới Việt Nam như sau. Điều khiến sự kiện này đáng chú ý đó là tàu China Grassroad 5901, CTG 5901 là một trong tàu hải cảnh lớn nhất thế giới với chiều dài 165m và nặng 12.000 tấn của Trung Quốc. Con tàu này vượt trội hẳn so với những tàu kiểm ngư dài trên 56m của phía Việt Nam được cắt cử để theo sát các hoạt động của tàu Trung Quốc. Theo các thông tin trước đó, thì ngày 8 tháng 6, con tàu này đã thực hiện áp sát các cụm nhà giàn DK1/12 và DK1/14 trên bãi cạn Tư Chính, buộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam phải tiến hành truy cản, chấn áp mạnh mẽ để tăng thêm phần nóng bỏng cho cuộc chơi tại bãi Tư Chính trong hơn một tháng qua. Trung Quốc vào ngày 5 tháng 6 lại cho ra khơi thêm hai đối tượng mới là tàu chở khách cỡ lớn Tam Sa 2 và tàu ngư chính 310. Hai tàu đã rời cảng Quỳnh Lan trên đảo Hà Nam, tiến nhanh xuống quần đảo Trường Sa. Tới ngày 10 tháng 6, tàu Tam Sa 2 và tàu hộ tống sau khi di chuyển sâu vào vùng biển Malaysia và Brunei đã bất ngờ ngoặt gấp, ngược lên phía Bắc, xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Ngay khi xâm phạm vào vùng biển nước ta, các tàu Trung Quốc không hề ngần ngại di chuyển băng qua bãi Tư Chính, trực tiếp tiến vào khu vực sát các cụm nhà giàn DK1 ở phía Bắc. Tàu Tam Sa 2 dẫn đầu thực hiện hải trình áp sát phía đông của hai cụm nhà giàn DK1/11 và DK1/15 có bộ đội của tiểu đoàn DK1 vùng 2 Hải quân Việt Nam đang đóng giữ. Hai cụm nhà giàn này cách không xa hai cụm nhà giàn DK1/12 và DK1/14, vốn trước đó đã bị tàu hải cảnh 3901 thị uy vào ngày 8 tháng 6. Qua đó có thể thấy, chỉ 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6, Trung Quốc đã cho thực hiện nhiều lượt tiếp cận nguy hiểm nhắm vào các nhà giàn DK1 Việt Nam tại phía bắc bãi cạn Tư Chính bằng 3 tàu có trọng tải lớn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và ngang nhiên thách thức các hoạt động hợp pháp của các lực lượng chức năng Việt Nam trong khu vực uy hiếp tới những hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí của Việt Nam tại vùng thềm lục địa phía Đông Nam. Càng ngày, Bắc Kinh càng táo tợn và liều lĩnh hơn để thực hiện hóa cho bằng được cái gọi là đường lưỡi bò phi lý trên Biển Đông. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải, Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi số tàu cảnh sát biển tuần tra trên các vùng mỏ dầu khí của Việt Nam ở bãi Tư Chính trong năm 2022, tăng từ con số 142 ngày vào năm 2020 lên 310 ngày vào năm 2022. Mục tiêu của Trung Quốc trong việc tuần tra tại những khu vực này để thiết lập cái gọi là quyền lịch sử đối với tuyên bố đường chín đoạn. Trung Quốc đã liên tục gia tăng sự hiện diện của mình trong những năm qua với sự phản đối công khai rất ít ỏi từ Hà Nội. Không những vậy, dù cho không có các hoạt động xâm phạm quy mô lớn như hồi tháng 5, song qua tháng 6, Trung Quốc lại cho tăng cường cấp độ ngang ngược và trắng trợn hơn khi thực hiện những sự xâm nhập một cách khó đoán định và bất ngờ nhiều khi là dương đông kích tây, ra vờ lẩn vẩn trong vùng biển của một số nước như Philippines, Malaysia hay Indonesia, rồi bất ngờ rẽ gấp lao thẳng về phía vùng biển Việt Nam. Nhất là căng thẳng tại bãi cạn Tư Chính suốt gần một tháng rưỡi vừa qua. Trong những động thái mới nhất, một lần nữa,
Trung Quốc lại xâm phạm vùng biển Việt Nam là ngay rạng sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023. Tàu khảo sát đại dương Thập Yểm 6 di chuyển vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào lúc 1 giờ sáng với hành động vô cùng khả nghi. Tàu Thập Yểm 6 rời cảng Tam Á trên đảo Hải Nam ngày 8 tháng 6 di chuyển xuống khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam và thực hiện thăm dò nghiên cứu quanh khu vực đá vành khăn thuộc cụm đảo Bình Nguyên vốn đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1995 cho tới nay. Sau đó, vào ngày 11 tháng 6, tàu này đã rời khỏi khu vực thực thể và bắt đầu tiến về phía Tây, hướng vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Sáng nay, sau khi xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, tàu nhanh chóng di chuyển về gần vị tuyến 16 ngoài khơi bờ biển thành phố Đà Nẵng. Điều đáng nói là tại vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng cũng là nơi mà ta đang cho triển khai tàu khảo sát địa chấn 3D SW BLI, thực hiện triển khai thăm dò địa chất đáy biển ở vùng lô dầu khí 116 diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 5 tháng 7 năm 2023. Cùng với đó là đội hình các tàu hộ tống chức năng làm nhiệm vụ, có thể nói là hoạt động khảo sát thăm dò đại dương cực kỳ quan trọng do Việt Nam tổ chức năm 2023 ở ngoài khơi Trung Trung Bộ. Vì vậy, sự xuất hiện mang tính chất không bình thường của tàu khảo sát Trung Quốc lần này trong khu vực gần tàu khảo sát Việt Nam đang làm nhiệm vụ là cần đặc biệt quan tâm và theo dõi sát sao, nhất cử nhất động của đối tượng đáng quan ngại này. Theo dự đoán, tàu khảo sát SWPLI của Việt Nam đã hoạt động gần một tháng trên Biển Đông, song mới chỉ ở khu vực gần bờ biển Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong khi đó, những lực lượng cơ bắp của Trung Quốc còn án binh bất động. Tuy nhiên, ngay khi tàu của ta có vẻ đang rục rịch tiến xa ra vào Trung Quốc, cho thấy dấu hiệu của việc điều động tàu và tiệm cận khu vực tàu khảo sát Việt Nam. Không loại trừ khả năng nó sẽ trinh sát, thu thập thông tin tình báo về nhóm tàu của ta. Và cũng rất có thể, ngay sau tàu khảo sát Thập Yểm 6 là các đội tàu hải cảnh dân binh vũ trang Trung Quốc đang sẵn sàng tham gia các hoạt động quấy phá mới trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, những hành động hung hăng của Trung Quốc thời gian gần đây chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong bối cảnh trong nước với những khó khăn kinh tế và sự bùng phát của đại dịch đang khiến giới lãnh đạo Trung Quốc ngày càng cảm thấy bất an, đã có những tranh luận ở Indonesia và Việt Nam về việc liệu các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước có cấu thành hành vi vi phạm luật pháp quốc tế hay không. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, mọi quốc gia được hưởng quyền tự do hải hành trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước ven biển. Tuy nhiên, động cơ của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lại mang một ý nghĩa khác, vì nó nhằm mục đích thăm dò tài nguyên và gây hấn nhiều hơn. Trước những động thái quá rõ ràng từ nước bạn, Việt Nam cũng tỏ thái độ cứng rắn khi phái tàu kiểm ngư theo dõi chặt chẽ. Vào tháng 5, hai bên thậm chí đã có cuộc rượt đuổi ác liệt trên biển và tàu Trung Quốc đã phải bỏ chạy. Ai trong chúng ta cũng biết, tham vọng của Trung Hoa ở Biển Đông cháy bỏng như thế nào. Hàng thập kỷ qua, Biển Đông vẫn luôn là niềm khao khát của Bắc Kinh. Vấn đề Biển Đông cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông đã được Trung Quốc lên chiến lược và lập trình từ rất lâu và được phôi thai ngay từ khi thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949 với tham vọng vươn lên làm bá chủ thế giới. Để đạt được tham vọng này, Trung Quốc phải trở thành cường quốc biển, phải độc chiếm và thống trị Biển Đông, kho tài nguyên thiên nhiên giàu có và tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Vì vậy, ngay trong tuyên bố của mình năm 1958, khi ban hành luật về lãnh hải Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố Trung Quốc có chủ quyền đối với Tây Sa và Nam Sa, cũng chính là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc, ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước đều khẳng định Biển Đông là bể cá vàng, là con đường sinh mệnh, là ít hầu của Trung Quốc. Đặc biệt là sau báo cáo của Ủy ban Kế hoạch Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc từ năm 1969, dự báo Biển Đông là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt. Trung Quốc bắt đầu để mắt đến Biển Đông. Bằng nhiều cách, trong những năm qua, Trung Quốc liên tiếp đưa ra các yêu sách lạ lùng về quyền biển đảo, như tự tạo ra đường lưỡi bò một cách trái phép hay đặt giàn khoan tại vùng EEZ của Việt Nam. Nhưng như đã nói ở trên, do dịch Covid hoành hành,
Trung Quốc đang ngày một nôn nóng hơn, muốn chiếm trọn Biển Đông một cách nhanh chóng, nên đã tăng cường phạm vi hoạt động, cũng như tăng thêm sức ảnh hưởng bằng cách cử nhiều tàu thuyền hơn đi vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam với các hành động hung hăng hơn hẳn trước khi. Trong những ngày vừa qua, các tàu hải cảnh của Trung Quốc đã có những hành vi đe dọa sử dụng vũ lực với các tàu của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Các cơ quan chức năng Việt Nam đã sử dụng mọi biện pháp để yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hành động của mình. Trên thực địa, các lực lượng chấp pháp Việt Nam cũng đã dùng các phương tiện, thiết bị, kể cả loa phát bằng tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh để tuyên bố hành động của Trung Quốc là vi phạm pháp luật và xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, nhưng vẫn bị phía Trung Quốc trắng trợn phớt lờ. Việt Nam cần có những biện pháp cứng rắn hơn để răn đe và bảo vệ lãnh thổ của mình. Các tàu kiểm ngư của Việt Nam trong quá trình theo dõi cũng không ngại va chạm khi thấy tàu Trung Quốc có những hành vi lạ, trái phép trên vùng biển chủ quyền của nước ta. Trong những diễn biến tiếp theo, Hố Xanh Kiến Thức sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất về điểm nóng bãi cạn Tư Chính và khu vực biển Trung Trung Bộ để kịp thời thông tin tới các khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ Hố Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!